và Quốc Bảo xin được chào mừng mọi người đã đến với chương trình Chung Sức Tranh Tài. Chương trình Chung Sức Tranh Tài được thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết hợp cùng với công ty Nam Hưng Media. Và kính thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ có khung giờ quen thuộc để gặp lại nhau, đó chính là vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh BRT. Và đến với Chung Sức Tranh Tài, chúng ta sẽ gặp gỡ được những vị giám khảo khách mời là những nghệ sĩ mà chúng ta vô cùng yêu quý. Cộng thêm đó là ba đội chơi với rất là nhiều màu sắc và cực kỳ cá tính trải qua các vòng thi vô cùng hấp dẫn của chương trình. Và trước khi chúng ta gặp được những nhân vật chính ngày hôm nay thì chúng ta hãy gặp gỡ những nhân vật chính hơn một chút xíu nữa, đó chính là những anh chị nghệ sĩ ngồi trên chiếc ghế giám khảo khách mời kia. Nhưng ngày hôm nay anh bật mí cho em biết luôn, không phải là anh chị mà là anh cũng vậy. Hay anh. Thời của Châu tới rồi. Rồi, vậy thì bây giờ còn chờ đợi gì nữa, hãy mời giám khảo khách mời ra liền đi anh ơi. Đi vô đây với em, đi vô đây. Đây, anh tới đi rồi, từ tốn thôi. Đó, đúng rồi. Wow. Thôi sói cá. Giám đốc, em nghĩ là giám đốc thì anh Jay ở bên Hàn Quốc mới về đó, cho nên là chắc chắn là anh sẽ rất là thích cái bãi biển Vũng Tàu này. Anh qua đây. Đây, cái khu này là anh có thể làm được nhà cấp 3. Mua đất mà mua lô lô, mua xây chung cư. Trời ơi, ba cái đó mua làm cái gì? Dạ sao anh? Mình phải mua những cái thứ nó giá trị hơn. Nó giá trị cao hơn, cấp hơn. Dạ. Tôm tích hôm nay nhiêu ta? Cái gì? Cái gì hỏi tới hải sản rồi? Ở đây chỉ có game show thôi. Có game show. Dạ. À sếp, mình chơi game show được không sếp? Thôi chơi đại đi. Quan trọng là các đội chơi rất là dễ thương. Ngoài ra còn có một cô MC váy hồng xinh xắn. Mình dễ bớt thương. Nhắc là cái đồ quỷ này nha. Ok. Châu ơi, đã có vừa mắt em chưa? Để cho em có động lực tinh thần để làm công việc tốt hơn thôi em. Chứ em còn hay... đây, nhân vật này đã có chủ. Mời em về. Một lần đau thật là đau. Một cái tay dành cho hai vị giám khảo khách mời ngày hôm nay, Minsu và Jay Quân. Và ngay bây giờ, chần chờ gì nữa mà không gặp ngay đội chơi đầu tiên của ngày hôm nay. Một cái tay để cùng đón chào đội chơi Nguyễn Kim. Dạ, là đầu tiên em xin gửi lời chào đến ba tổ chức, ba giám khảo, với anh chị MC là chào trân trọng nhất. Cho anh hỏi nha, thích cái gì nhất của chương trình này? Dạ thích MC với lại ban giám khảo. Nói chung thì cũng không có gì hơn, cũng mong là ngày hôm nay bọn em sẽ là những đội chiến thắng nhé. Dạ. Rồi, chúng ta đến với đội chơi thứ hai trong ngày hôm nay, và chắc chắn sẽ mang một màu sắc cũng rất là mới mẻ và rất là khác với hai đội còn lại. Một tràng pháo tay sẽ cùng đón chào sự xuất hiện của đội Combat. Xin chào sư Quỳnh. Cho ta hỏi, đây là đâu vậy hả? Đây là sân khấu của Chung Sức Tranh Tài đó ạ. À vậy hả? Dạ. Lúc nãy ta vừa mới tắm nắng ở Biển Đông. À. Thèm trà sữa quá, đi một vòng mua trà sữa uống. Không ngờ lại lạc vô đây. Sao các ngươi mặc đồ kỳ cục quá vậy? Dạ dạ, các ngươi mặc đồ mới kỳ đó hả? Dạ thì là nói đầu tiên thì cho phép em xin được gửi luôn. Chạy dài, chạy dài. Hai MC cũng như là hai vị ban giám khảo và ban tổ chức lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, đội của tụi em có tên là Comeback. Rất cảm ơn đội Comeback rất là nhiều. Hy vọng là lần này các bạn sẽ Comeback thật sự hoành tráng nha. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của đội chơi thứ ba trong ngày hôm nay. Một tràng pháo tay dành cho đội Quậy Tưng Bừng. Tưng bừng, tưng bừng, tưng bừng. Wow, wow. Lên xem trực tiếp. Xin chào em. Đội em có tên là Quậy Tưng Bừng. Và slogan của nhóm em là Quậy hết mình là Quậy Tưng Bừng. Yeah. Chưa thấy Quậy. Chưa thấy Quậy. Quậy mà cái tông nó hơi bị trầm á. Hy vọng là tới vòng thi của mình các bạn sẽ quậy tưng bừng hơn nữa nha. Vậy thì là chúng ta đã trải qua được 3 phần giới thiệu của 3 đội chơi. Còn chờ đợi gì nữa mà không đến thử với phần đầu tiên để coi các đội thể hiện cá tính của mình như thế nào. Hãy cùng đến với phần thi đầu tiên mang tên là Tâm Đầu. Trong 4 vòng thi của Chung Sức Tranh Tài, đây là vòng thi thể hiện màu sắc cá nhân của các đội. Các đội sẽ có 5 phút để trình bày một tiết mục, đó có thể là ca hát, nhảy múa, võ thuật, ảo thuật và nhiều hơn thế nữa. Miễn sao các đội thể hiện được tinh thần đoàn kết, chứng minh được tài năng đến với các vị giám khảo của chúng tôi, tổng số điểm nhận được tối đa là 30 điểm. Bị Châu, con hãy cùng ta lướt dặm băng ngàn, thoát khỏi dòng dây của quân giặc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời ơi, sóng biển giống đất trời phấn nấu. Kìa lặng xa tiếng giặc thêm quân rêu. Cả cuộc đời ta tận nghiệp như non sông. Tại sao giờ đây phút giây vô đồ tan tành sụp đổ? Tại sao, tại sao chứ? Vợ an dương dương Phật kim quy. Tất cả là tại ngươi. Nhỏ thần kia ta đã cao cho ngươi. Nhưng ngươi, ngươi nào đâu để ý. Chính giặc thù đã ở cạnh bên ngươi. Ngươi chỉ kìm nhậm trong chiến thắng. Kẻ đã bày ra chiến cuộc can qua. Kẻ đã dẫn lối chỉ đường để giặc tìm ra thục phán. Không ai khác chính là công chúa Mỹ Châu. Mỹ Châu, Phụ Dương, Mỹ Châu, Phụ Dương. Chờ xin dần cơn lối đình vì quá tin lời dối gian con gây lỗi lầm. Quê hương đang khóc thương lệ sầu chan chưa, con hối hận nhân trái mồn cổ lo nay con. Châu trong kẻ thờ cúi đầu ngắm suối lệ mà đớn đau như xé tim tâm can đôi bời. Thì quân gian con để tìm lầm đường lạc lối non nước sầu dân ta khóc thần đến muôn đời sao. Con xin cúi đầu mong sao đắp bù lỗi kia nắng mơ. Mỹ Châu trời ơi, dùng cho con có tháp thì tôi lỗi kia cũng không thể nào. Hạnh muôn đời hậu thế sẽ cười. Phụ Dương ơi, tội lỗi con gây ra khiến muôn dân than quan. Nay con mượn nước biển đông để rửa sạch nợ nhà. Giọt máu đầu sẽ qua ngọc xanh. Tô điểm đời sao tươi đẹp. Xin cho những con một lời tạ. Trời ơi, ta đã mất đi thành cổ lo bao năm gầy dân. Nay lại ôm xác con thơ trang quà lễ mau tuôn dòng. Bởi lòng tin nên con trao trọn tâm lòng. Nhưng con có ngờ đâu tình yêu kia quá thành thù hận. Đau nỏ thần khiến dần suy dân. Mỹ Châu ơi, hàng vạn dân Nam đang trong cảnh binh đao. Nhìn con tháp đi như trăm mũi tên cắm vào quyết hoàng. Con thờ ngàn thu chìm trong giấc ngủ. Thế xác còn đây nhưng vĩnh biệt thâm tình. Mỹ Châu, Mỹ Châu. Trời ơi con ơi.
Trời ơi, nãy dưới cái mỗi lần mà các bạn lên có giọng cổ cái vỗ tay quá trời vỗ tay luôn. Và kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta vừa lắng nghe một trích đoạn của vở cải lương Máu Hận Cổ Loa Thành. Rất là mình ngồi đây mà mình xem nghệ thuật đó, chứ mình không phải là xem các bạn đi thi game show. Nhưng mà vấn đề là ví dụ mà để em hát một câu cải lương hát được không? Em làm thử một cái câu nhỏ nhỏ chỉ anh Trai Quân, cho anh Trai Quân phị phạm lại nữa nè. Trời ơi bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiền. 2, 3. Trời ơi lửa xa cơ giữa chiến trường thọ tiền. Đi tắm biển luôn. Vâng, một ngày bắt tay cho Trai Quân. Kính thưa quý vị, trời và các bạn, một giọng ca khiến chúng ta bị xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn. Không mà thế mới nói rằng là không phải ai cũng có khả năng hát cải lương ca cổ được. 10 điểm còn nói gì nữa. Và một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn dành cho comeback. Và cảm ơn các bạn đã hoàn thành xuất sắc phần thi ở vòng đầu tiên của mình. Vậy là chúng ta đã vừa xem xong phần thi tâm đầu của đội comeback. Không biết là hai đội kia sẽ chuẩn bị phần thi của mình như thế nào đây. Hãy cùng đến với phần thi của đội mang tên là Quậy Tưng Bừng. Trở lại ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có em thôi. Ước gì cho thời gian trở lại ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Anh sẽ nói anh luôn nhớ em và anh chỉ có em thôi. Trời ơi quá xin là tình cảm luôn. Em nói thiệt á nha, bây giờ ai mà hát cho mình nghe một cái bài như vậy là chắc là mình đổ luôn á. Mình nói vậy á là trong chương trình là có một cái cô MC mang cái váy hồng rất là xinh xắn, dễ thương, đáng bảo, yêu bảo. Mà không có ai hát một cái để cho bé. Tiết mục vừa rồi là của một cái đội chơi thì chúng ta hãy nhấn và hai nhân vật chính đó chính là hai bố con này. Trời, đó, trời. Đó. Cái gì vậy bố con anh? Nhưng mà nãy giờ giám khảo Trai Quân nghe cái bài này để ý nhiều lắm, cười nhiều lắm. Bởi vì sao? Bởi vì thấy bạn nữ á, bạn ấy rất là trong sáng, cái giọng của bạn rất là sáng nha. Còn gì nữa? Nhìn em cũng rất là xinh nữa. Trời ơi. Thông với bà Thanh. Thế nhưng là chị hơi tiếc một cái thôi là nó hơi bị chênh vênh á, nhưng mà vấn đề là nhiều khi ở Vũng Tàu em hả, sóng biển dập dìu cho nên là mình cũng hơi dập dìu theo sóng nhiều biển, sóng nhẹ thôi em. Đúng rồi.
cảm ơn đội quậy Tân Bừng rất là nhiều. Vậy là chúng ta đã xem xong được hai phần thi của hai đội chơi ở phần thi tâm đầu này. Không biết là đội chơi cuối cùng của chúng ta sẽ thi phần thi gì ở phần thi tâm đầu đây. Và chắc chắn họ đang rất nóng lòng để tiến lên sân khấu ngay bây giờ. Vậy thì dành một tràng pháo tay thật lớn cho Nguyễn Kim. Đó là bài Cánh Hồng Phai của nhạc sĩ Dư Khắc Linh. Rất là cảm ơn các bạn đã thể hiện rất là trọn vẹn, rất là tuyệt vời. Sao cảm thấy sao với cái tiết mục này? Cái phần hát á thì khá là ổn, nhưng mà cái phần nhảy á thì phải nói là lúc đầu mình cứ nghĩ là đi thuê vũ công về không á, chứ đâu ai nghĩ là Kim mà có dancer nhảy. Đây là hát thì khá là ổn, nhưng vũ đoàn thì rất là ổn. Cảm ơn Nguyễn Kim rất là nhiều. Vậy là chúng ta đã xem được 3 phần thi của 3 đội chơi ở vòng thi tâm đầu này. Rất là lo lắng cho ban giám khảo là cho điểm như thế nào đây. Thì chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo, đó chính là phần công bố kết quả.
Bây giờ thì chắc chắn là ba đội chơi, ba màu sắc của chúng ta vàng, đỏ và xanh đang rất là nóng lòng và hồi hộp để lắng nghe số điểm sau vòng thi đầu tiên đến từ hai vị giám khảo là Chay Quân và giám khảo Minh Sù. Rồi, bây giờ cái màu xanh dương, bản thân Minh Sù đã cho các bạn 30 điểm bật mí hồi nãy rồi, chứ không biết là Chay cho các bạn bao nhiêu điểm. Chay cũng cho các bạn điểm tối đa luôn. Wow! Wow! Chúc mừng! Xin chúc mừng các bạn. Điểm của đội về nhì trong vòng đầu tiên này là đội màu đỏ, 29 điểm luôn. Và đó là số điểm của Nguyễn Kim và số điểm còn lại của Quậy Tưng Bừng. 28 điểm cho các bạn. Yeah. Chúc mừng các bạn. Vậy là chúng ta đã có kết quả tạm thời của cả ba đội chơi qua vòng thi tâm đầu. Còn chờ đợi gì nữa, hãy đến với vòng thi tiếp theo. Vòng thi mang tên là Ý Hợp. Trò chơi đu xà trả lời câu hỏi. Luật chơi như sau: tất cả thành viên trong một đội sẽ đu trên xà và trả lời câu hỏi mà chương trình đưa ra. Cả 5 thành viên phải thống nhất một đáp án để chốt đáp án cuối cùng. Nếu bất cứ thành viên nào rớt xuống xà thì người đó không được tiếp tục thực hiện thử thách cùng với đồng đội của mình. Nếu thành viên cuối cùng rớt xuống thì đồng nghĩa với việc đội đó phải dừng trò chơi. Lợi thế về điểm số sẽ dựa vào số lượng câu hỏi chính xác của mỗi đội nhận được. Đội có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ là đội giành chiến thắng. Chào mừng các bạn đến với vòng 2 mang tên Ý Hợp. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ một đội hình to cao, lực lưỡng. Một tràng pháo tay để cùng đến với đội Quậy Tưng Bừng. Và bây giờ xin mời Quậy Tưng Bừng chuẩn bị đến với những câu hỏi từ chế Nguyễn Quỳnh Châu. Đầu tiên xin mời các bạn hãy cùng vào vị trí chuẩn bị xuất phát nào. 3, 2, 1, lên xa. Trên áo Trạng Tý có in hình gì? Xuống luôn em, xuống luôn. Không em. Không in hình gì kết. Sai. Để tem trầu cau gồm những nguyên liệu cơ bản nào? Có 3 loại nguyên liệu. Trầu cau, lá trầu với lại vôi. Lá trầu rồi vôi là mới có 2 cái thôi. Trầu cau nữa. Là trái cau, ok. Chốt. Đúng. Ai tem trầu cánh phượng khéo sẽ được gặp lại chồng. Ai? Tấm cám. Bé dưới trên tấm hay cám? Tấm. Rồi. Trong chuyện cô bé hoàng khăn đỏ đi thăm ai? Thăm bà ngoại. Đúng. Khi nhắc đến làn sóng Hallyu, người ta sẽ nghĩ ngay đến đất nước nào? Bỏ qua. Dễ dễ. Bỏ qua. Anh rất vui vì anh được đi Anh. Anh háo hức chuẩn bị quà tặng mang sang tặng anh của anh tại Anh. Mẹ của anh nói anh của anh rất nhớ anh, mong ngày gặp anh. Hỏi có mấy anh? Một anh. Chính xác. Đám cưới kim cương là dịp để vợ chồng kỷ niệm năm bao nhiêu năm chung sống? 10 năm. Sai. Đám cưới bạc là kỷ niệm bao nhiêu năm chung sống? Đám cưới bạc là 10 năm. 10 năm. Sai. Theo truyền thuyết Việt Nam, vị tướng nào lên 3 tuổi vẫn chưa biết nói? Thánh Giống. Chính xác. Đường xích đạo đi qua bao nhiêu nước trên toàn thế giới? Trả lời đại. Rồi. Mình đã đi được tới câu số 10 rồi nhưng không biết là được bao nhiêu đáp án đúng mà giám khảo nhỉ? 5 đáp án đúng. Wow, cũng khá cao đó. 5 đáp án đúng sẽ được chúc mừng đội Quậy Tưng Bừng. Và đây cũng là một số lượng câu hỏi mà hai đội sau cũng phải dè chừng đây. Và một lần nữa chúc mừng đội Quậy Tưng Bừng. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo. Đó sẽ là phần thi của đội Nguyễn Kim. Các bạn ơi, trên sân khấu bây giờ là đội Nguyễn Kim đã rất sẵn sàng ở vòng thi Ý Hợp này rồi. 3, 2, 1, lên xa. Vào dịp Giáng sinh, người ta thường viết thư gửi ông già Noel ở Bắc Cực hay là Nam Cực? Thôi đi nè. Tao này hai đó. Hai chính xác. Trong câu búp bê bằng bóng biết bay bay bay, búp bê biết bò biết lướt bơi, có bao nhiêu chữ B? Hát đi, hát đi. Sai. Người nào không ở ven sông, không thuyền không đò nhưng vẫn chở người qua sông được? Thuyền lấy đò. Sai. Và câu tiếp theo. Trong bạn không thể mở mắt khi hắt xì hơi, đúng hay sai? Trời.
Sai. Trong chuyện cô bé quàng khăn đỏ, cô bé quàng đỏ có lấy được hoàng tử hay không? Không. Đúng. Chính xác. Trong chuyện cô bé quàng đỏ, ông Mục hiện lên cứu cô bé lúc nào? Không có được nhắc bài bạn ơi. Hả? Rồi hết giờ. Vậy là đội Nguyễn Kim đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với 4 đáp án chính xác. Xin được chúc mừng các bạn. Cảm ơn những chàng trai của Nguyễn Kim. Và với số lượng câu hỏi là 4 và 5, đây sẽ là thử thách cho đội cuối cùng của chúng ta. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với lượt chơi của đội Comeback. Wow. Và một màu xanh hy vọng, với một chiếc ghế cũng màu xanh luôn ở trên sân khấu. Và với đội hình này, hy vọng rằng các bạn sẽ trụ được lâu, trả lời được nhiều câu hỏi nhé. Chúc cho comeback lần này sẽ giữ vững phong độ của mình nha, mình đang đứng đầu đó. 3, 2, 1. Lên. Con gì biết đi mà người ta nói nó không biết đi? Cháu qua. Không bằng. Trong bài hát cháu lên ba, cháu không khóc nhè để ba mẹ làm gì? Trồng cây trái. Rồi ba làm gì, mẹ trồng cây trái ba làm gì? Bay vào nhà máy. Đúng rồi. Đúng. Tên Trương Quốc Bảo có bao nhiêu thanh ngang? Do qua. Trời. Sau dễ. Tất cả mình trở lại với nhau, tự như chưa bắt đầu, tự như ta vừa mới quen là lời của ca khúc nào? Sau tất cả. Đúng. Nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh thì dòng nhạc nào mang tính cách mạng truyền thống? Nhạc, nhạc đỏ. Nhạc đỏ. Chính xác. Con gì đã sinh ra, con gì sinh ra đã béo? Heo. Sai. Qua không ạ? Qua. Thầy cho đường tăng lên đường sang Tây Trúc lấy kinh, vậy Tây Trúc là ở đâu? Phương Tây. Sai. Điện điện. Có bao nhiêu thanh điệu trong tiếng Việt? Chùa. Bác quyền nghe hỏi nè. Khi tắm ở nơi giao nhau giữa lọc, giữa dòng hải lưu nóng và hải lưu lạnh, bạn sẽ bị gì? Ướt. Bị ướt. Chính xác. Biển chết là biển hay là hồ nước? Sai. Bánh gì chẳng chịu nằm im một chỗ, thích linh đinh ngoài sông ngoài biển? Qua. Bắc cực và nam cực nơi nào vốn là đại dương? Bắc cực. Chính xác. Bài hát con cò bé bé thì con hết giờ rồi, cũng được 12 câu mà không biết là bao nhiêu đáp án đúng mà giám khảo nhỉ. Vậy là sau khi mà tính toán và thống kê lại số liệu thì hai ba giám khảo của chúng ta đã mang đến kết quả. Xin được chúc mừng comeback với 6 câu trả lời chính xác. Wow. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, chúng ta hãy cùng đến mau mời ba đội chơi trở lại sân khấu để đến với phần công bố kết quả. Xin được chào mừng ba đội chơi đã cùng đến với phần công bố kết quả sau vòng thi thứ hai, đó chính là vòng ý hợp. Và bây giờ nghe điểm để lấy động lực chuẩn bị đến với vòng thi thứ ba. Xin mời giám khảo ạ. Tổng số điểm của đội comeback vẫn là điểm tuyệt đối 60 điểm, chúc mừng. Tiếp theo đội tưng bừng, lội ngược dòng, quầy tưng bừng của chúng ta đã có 48 điểm trong vòng này và tạm thời đang dẫn thứ ba là đội Nguyễn Kim với 39 điểm, chúc mừng các bạn. Cảm ơn ban giám khảo. Vậy là chúng ta đã có thứ tự tạm thời của cả ba đội sau hai vòng thi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi mà Châu nghĩ là các bạn khán giả cũng đang rất là hồi hộp chờ đợi. Chúng ta hãy cùng mau đến với khu vực hồ bơi để đến với vòng thi tiếp theo mang tên là Chung sức. Luật chơi của vòng 3 như sau: mỗi đội cử ra một thành viên đứng hướng banh và 4 thành viên còn lại sẽ lần lượt chạy qua cầu phao và ném về. Mỗi người được ném 3 lượt. Lưu ý, thành viên tiếp theo sẽ được di chuyển khi nào thành viên trước đó đã di chuyển về và xuất phát và chạm vào khu vực màu vàng của chúng tôi. Cứ như vậy, trong thời gian 3 phút, đội nào có số lượng banh nhiều hơn sẽ là đội giành chiến thắng. Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với Quốc Bảo và Quỳnh Châu cho vòng thi Chung sức. Các bạn ơi, hãy cố gắng tìm cách nào đó, chiến thuật làm sao để chơi nhanh nhất có thể và nhận được nhiều bóng nhất càng tốt nha. Và ngay bây giờ xin mời thành viên hứng bóng chuẩn bị vào vị trí để chờ chiến lợi phẩm. Còn những tay đua còn lại vào vị trí xuất phát nào. Lượt chơi của đội Nguyễn Kim bắt đầu. 5 điểm, đúng rồi, lên luôn. Hay. Wow. Yes. Nhớ nha, ném bỏng. Hứt. Hay quá. Thành công chót lọt. Đúng rồi, né ra cho bạn mình hứng. Như là còn chưa ướt cái người luôn á mà có điểm rồi nè. Về, đụng vào vạch vàng thì mình mới xuất phát. Rồi, ba cái banh rồi, quá dễ dàng. Vạch vàng rồi đi. Quá luôn, bình tĩnh. Nhanh lên cho bạn mình xuất phát nào. Đúng rồi. Trườn cũng được luôn. Được. Chân mình không chạm đáy hồ bơi là được nha. Hất lên, 2, 3, hất. Móc cái chân lên, đúng rồi. Cổ vũ cho đội đỏ nào. Cố lên.
Rồi, lượt ném bóng thứ hai. Ê, đừng đừng nha. Đừng để trượt xuống, uổng lắm. Rồi, hướng. Hay quá. Hay các bạn, quá hay, hơi mạnh chút xíu rồi. Điều chỉnh lại lực ném. Ôi, về thôi, về. Chúng ta mới trải qua một phút mà thôi. Wow. Nhanh nhẹn. Phút đầu có vẻ chênh vênh nhưng mà lúc sau bạn làm rất tốt. Chính xác. Một chàng cao to lực lượng và nhiều dâu. Một chàng dâu rất đẹp của đội Nguyễn Kim. Lên. Hay quá anh ơi. Cẩn thận anh nha. Coi chừng giữa tá, coi chừng giữa. Không cần lãng tử. Ê ôi, nhẹ quá rồi. Em hơi yếu rồi. Rồi về anh ơi, về anh ơi. Đúng rồi. Bạn này là đi, trời ơi, cái gì mà lẹ dữ vậy trời. Có thể là cái số lượng cân nặng đó nó cũng khá là quan trọng trong cái vòng này. Để bình được tĩnh không? Chứ hả? Đúng rồi. Ây da, trơn quá, trơn quá. Bình tĩnh. Người hướng bóng quá lăng xả. Rồi. Về. Cố lên bạn ơi. Chúng ta còn kịp để hai lượt nữa, ném bóng. Vừa phải thôi, ôi, vừa phải thôi. Hay quá, thủ môn ơi. Hay quá. Xuất sắc. Đúng rồi, đúng rồi. Người tiếp theo chuẩn bị nha. Trời ơi, bóng đầy rồi nè. 3, 2, 1 đi. Rồi Nguyễn Kim có vẻ như là luyện tập ở nhà rất là nhiều. Dạ. Hướng bóng nè. Với lại là các chàng trai á, thì thường á, thì sẽ có sức khỏe nhiều hơn. Nhưng mà đôi khi là các cô gái lại có sự khéo léo. Nhanh lên bạn ơi, thời gian không còn nhiều đâu. 20 giây nữa mà thôi. Châu ơi, nếu như nhớ không lầm cái kỷ lục á, là khoảng 18 trái á. Có vẻ các đội khác đang rất cố căng lên. Thẳng. Cố lên, cố lên. 5, 4, tiếp, tiếp, tiếp luôn. 3, quăng luôn, ném luôn. 2, 1, và hết giờ. Hết giờ, vừa kịp trái cuối cùng, xin chúc mừng Nguyễn Kim. Và bây giờ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 chiếc bánh. Wow. Wow, phải nói đây là một cái thành tích rất là đáng nể và đáng gờm cho hai đội tiếp theo đây. Cảm ơn Nguyễn Kim rất là nhiều và chúng ta sẽ đến với phần thi của đội mang tên Quậy Tưng Bừng. À, có vẻ là mọi người đã sẵn sàng rồi, cô nàng đã đeo kính để chuẩn bị bắt banh rồi. Anh ơi đừng té, lên. Rồi, còn chờ đợi gì nữa, xin mời Quốc Bảo ra hiệu lệnh ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của đội Quậy Tưng Bừng. Hy vọng là các bạn sẽ quậy tưng bừng hồ bơi này và mang về thật nhiều banh. 3, 2, 1, đi nào. Không sao, bỏ qua. Trượt, trượt. Được. Được qua được, cố lên ơi. Cái lòng bằng chân hít và lên, cái mâu. Lên, rồi, hít qua luôn, lấy lục rồi, rồi cố lên. Chân chưa chạm đáy là được nha. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, vẫn còn. Rồi, về thôi. Mức vàng đã nha, chạm mức vàng. Rồi, đi. Cô gái đầu tiên để rồi, về liền, về liền, về liền. Cầu phao về liền luôn. Chưa, chưa, phải đợi bạn chạm mức vàng rồi, đi. Đi nhanh luôn, nhanh luôn, nhanh luôn. Yo. Ây, da. Có vẻ khá khó khăn cho Quậy Tưng Bừng đây. Các bạn chưa tìm được cái cách thôi, nếu mà tìm được các bạn đi rất là dễ. Chạm mức vàng. Cái bước đầu tiên của anh này bị đúng rồi, bị trượt, bị nặng. Lên rồi, chuẩn bị hướng bóng nào. Ê, lượt tay nào. Ba quả nhá. Nhẹ quá, nhẹ quá. Anh phải lên trân trọng từng lượt ném bóng của mình. Đúng rồi, không được dùng tay nha, dùng rổ thôi. Rồi, tiếp quá rồi. Người tiếp theo chuẩn bị xuất phát. Ông đang đi lặn hay cái gì? Ngắm san hô hả? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với một phần tắm nắng nhuột da của một thành viên đội vàng. Rất thông thả. Không, ông tập yoga. Như là một buổi tập yoga dưới nước vậy. Cố lên. Và đây là động tác khích xà đơn dưới biển. Trời ơi, coi cái đường này mà hồi hộp ghê trời. Cố lên, cố lên, có vẻ khá chậm rãi. Mọi thứ có vẻ chậm rãi. Rất thông dòng. Cơ tay và cơ chân một vẫn. Bản nhạc ballad chạy lên trên nền. Cơ tay. Ờ, lên được nha. Cái này thật sự là chứng minh cho cái câu chậm mà chắc. Cố lên, cố gắng lên nha. Mận rất thông thả. Ây da, cái gì mà nhẹ như là đứng dậy. Quá, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên là chàng trai. Em ơi, em ở đâu rồi, em ơi. Về đi, ây da. 5, 4, 3, 2, 1 và hết giờ. Thì số banh hồi nãy là rất cao. Và số banh bây giờ thì rất ít. Ta-da. Một rất nhẹ nhàng cho MC, chỉ có một chiếc banh mà thôi. Số banh tối thiểu hơi tiếc cho đội vàng chút xíu, nhưng mà chúng ta hãy cùng chờ đợi
lỡ như có kỳ tích xảy ra đội còn lại. Yeah, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của đội cuối cùng. Một tràng pháo tay dành cho Comeback. Kính thưa quý vị, đội xanh đã xuất hiện, đồng hồ đã sẵn sàng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tinh thần chút xíu đã. Trời ơi. Rồi. Những chàng trai rất là dễ thương, cười rất là tươi nè. Tinh thần của em chuẩn bị đến cái vòng này có vẻ rất là sảng khoái đúng không? Không có căng thẳng lắm hả? Hai trái đủ ăn rồi anh ơi. À, hai trái. Và ngay bây giờ chuẩn bị xuất phát. 3, 2, 1. Chơi nào. Đó. Rồi, qua rồi. Từ từ thôi. Mỏng, dễ chịu. Lên em. Trời ơi, nhẹ nhàng, dẻo dai. Nhớ nha, ném bóng thật là bổng lên và căng lên nha. Chứ đừng còn hướng bóng cũng rất quan trọng nè. Đừng nhẹ quá và đừng mạnh quá. Đúng rồi, vừa phải đó. Thấy biết nương lại à. Bạn ơi, nương xuống. Nương xuống trong suy hướng. Hợp lý. Rồi, quả cuối cùng. Ý. Không sao cả. Giống như em múa bộ cái kiếm á. Đúng. Không thật sự, anh nói rất nghiêm túc. Em thả nó xuống từ từ nè, em hứng nó. Lên. Hứng nè. Quá, lượt thứ hai có cảm giác hơn rồi đây. Đúng rồi, mấy bạn nên né ra, nha. Đúng rồi. Rồi, về thôi, về nhanh thôi. Nước tung tóe. Một phút đã trôi qua. Cái hình thể của cái đội này rất là phù hợp cho trò chơi này nha. Đều, ốm, thể lực. Nhanh nhẹ. Cố gắng nha, 20 trái, mục tiêu của mình lớn lắm đó. Dự đoán là sẽ hơi mặn rồi. Là đối thủ rất là nặng ký của nhẹ nhàng Kim. Lại nào, đúng rồi. Đó, ném cái này hơi thiếu lực rồi. Di chuyển nào. Bò qua thôi. Lên luôn, móc một chân lên, đúng rồi. Rồi. Lết lên. Ném, mất nhiều thời gian ở đây quá. Chắc chiêu, từng có bóng nào. Rồi, hay quá. Bạn ném như vậy tốt đó. Hơi yếu. Rồi về luôn đi. Đừng ngắm nhìn những cái bóng quá. Đội này cũng là một bản tình ca ballad nhẹ nhàng. Đội này cũng rất thông thả. Cái flow và cái nhịp rất là trôi. Nương xuống. Từng. Rồi đúng. Nương xuống. Từng về thôi. Lượt cuối cùng nè, có kịp hay không? Trời ơi, lao như một cơn gió đi, bây giờ mới tăng tốc nè. Coi chừng. Lượt cuối nha. Phải lên 10 giây. Rồi, ném. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Thấy chưa? Thấy rồi. Châu đếm giày gì đến tên lửa. Số lượng băng cũng khá đáng kể, chúng ta sẽ cùng nhau đếm nào. 2, 4, 6, 8 và 9 trái. Xin được chúc mừng comeback với 9 quả banh được mang về. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái thời khắc rất quan trọng. Tổng kết số điểm sau cả 3 vòng để tìm ra được hai đội mạnh nhất có số điểm cao hơn đến với trận chung kết cuối cùng để biết được người chiến thắng hôm nay sẽ là ai. Chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Kính thưa quý vị, trời, chúng ta đã trải qua 3 vòng thi gây cấn, cam go và đầy thử thách trong gai. Và bây giờ thì là phần công bố kết quả rồi. Ủa, anh tráng nước vào nhiều miếng. Không phải anh, tại đứng ngay hồ bơi á, lúc thì nắng quá, lúc thì mát quá, bị sốc nhiệt. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ sốc với số điểm ngay trên sân khấu. Đội Nguyễn Kim đã có 30 điểm nữa, tổng số điểm của các bạn là 69 điểm. Chúc mừng Nguyễn Kim. Chúc mừng đội comeback về thứ hai trong cái vòng này với 20 điểm. Tổng cộng các bạn có 80 điểm. Wow. Đội quậy tính bình ấy. Hôm nay thì mình chưa có quậy lắm á, cho nên là cái điểm số của mình nó cũng không được cao lắm á. Vòng này được 10 điểm thôi, cho nên là tổng số điểm qua 3 vòng của các bạn là 58 điểm. Rất tiếc các bạn phải dừng cuộc chơi ở đây nhá. Nhưng mà các bạn ngày hôm nay đã là một cái màu rất là nổi bật. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ tinh thần cho hai đội còn lại nhá. Vậy là chúng ta đã có được hai cái tên để đến với vòng thi cuối cùng mang tên tranh tài. Còn chờ đợi gì nữa, sự xuất hiện trên sân khấu ngay bây giờ sẽ là đội Nguyễn Kim và đội Comeback. Luật chơi vòng 4 như sau. Hai đội sẽ tranh tài bằng một trò chơi vận động đối kháng trực tiếp.
thành viên của mỗi đội sẽ đu và di chuyển trên sàn ngang và vòng tuyến. Cứ như vậy liên tục, các thành viên thay phiên nhau thực hiện thử thách trong thời gian 3 phút. Lưu ý, nếu đang di chuyển, thành viên nào bị rớt xuống nước phải di chuyển thật nhanh về điểm xuất phát. Đội nào có số lượng thành viên vượt qua bên bờ bên kia nhiều nhất sẽ là đội giành chiến thắng. Chào mừng các bạn đã cùng với Quỳnh Châu và Quốc Bảo quay trở lại với vòng thi mang tên Tranh Tài. Và kính thưa quý vị và các bạn, đây là vòng thi mà ai cũng chờ đợi nhất. Và quan trọng hơn hết đó chính là những đội chơi của chúng ta rất mong muốn được xuất hiện trong cái vòng này. Vì đây là trận chung kết quyết định ai sẽ lên ngôi vương trong ngày hôm nay và có cơ hội trở thành những đội mạnh nhất quay trở lại trong đêm gala. Không biết là Nguyễn Kim, mình có một cái thể hiện tinh thần nào trước khi mình vào cái vòng thi cuối cùng không? Mình đã lội ngược dòng rất là ngoạn mục rồi, bây giờ mình thể hiện tinh thần tí xíu nào, lấy tinh thần nè. 1, 2, 3, bên đó là màu đỏ đại diện cho lửa, còn bên đây chúng ta hãy làm màu xanh của bầu trời. Đúng, bay lên càng cao càng tốt. Đúng rồi, đừng có chạm mặt nước nha các bạn nha. Và hai đội cũng đã rất sẵn sàng rồi, còn chờ đợi gì nữa. 3 phút của vòng thi tranh tài xin được phép bắt đầu. Đi thôi. Lấy đào, lấy chân lên luôn, đúng rồi. Wow, Nguyễn đúng Kim. Rồi, chúng ta đúng đưa. Lấy chân lên xanh, đúng rất rồi. Dễ dàng, wow, cả hai đội ngang tài ngang sức. Và đừng vội vàng nha. Ngồi lên, đu lên luôn. Chắc nhịp. Hợp lý, đúng rồi. Cả hai đội rất nhịp nhàng. Hay quá. Chính xác, các bạn nắm. Đội xanh đã vượt lên dẫn trước đội thành viên tiếp theo. Đúng rồi, đỏ ơi, qua luôn, đỏ. Đúng rồi, từ. Một đều rồi. Tu chân lên luôn. Móc đầu. Từ, chạm mức vàng đã bạn đúng ơi. Rồi, bứt phá của mình chạm đây rồi, Nguyễn Kim ơi. Đi. Tiếp tục. Bình tĩnh thôi, móc chân lên luôn em, móc chân lên trước. Móc chân lên, đúng rồi. Rồi. Đó. Vậy thôi, đơn giản là như vậy, cố lên nhá. Ngồi có lên. Có vẻ Nguyễn Kim cũng rất nhẹ nhàng ở bên này đây. Chúng ta đang có một tình thế ngang tài ngang sức với nhau. Combat đã đuổi kịp rồi. Đúng, ngồi lên luôn. Đội vàng ơi, cổ vũ cho hai đội nào. 2-1 rồi, và liệu có hai đều hay không? Bám về khó nè. Lấy cái tay bóng qua, đúng rồi. Chuẩn bị đu người qua luôn không nha. Không sao hết, đừng vội vàng nha, đừng những cái mức cuối cùng chính rồi. Chính xác. Người hai tiếp theo. Đều rồi. Nguyễn Kim cũng gần hoàn thành người thứ ba của mình rồi. Quan sát thật kỹ. Thanh sờ ngang ở đằng trước. Đúng rồi. Cố gắng hoàn thành luôn cho phần thi đầu tiên, đừng chúng bỏ cuộc. Chúng ta đã đi qua phần nửa thời gian mà dính nước rồi, trơn lắm. 3, wow. 2. Đây là một trong những trận chung kết với tình thế phải nói là cam go nhất. Hít bụng lên. Xuyết sao nhau từng phút móc luôn. Móc chân lên. Cố gắng lên, sắp được rồi. Đừng để rớt nước nha. Bị bất lợi hơn của hai bạn sau cùng. Lùi lại chứ đừng để rớt nước. Màu xanh cũng có vẻ gần được người thứ ba qua bên bờ bên kia rồi. Đừng vội vàng. Em lấy cái tay đúng rồi. Thôi nghỉ tí xíu đi để nhường cho thành viên khác đi. Rồi, đến cái đó thì quá khỏe rồi bạn ơi. Chồm người lên. Thành viên thứ tư. Trời ơi, sát nút rồi. Anh râu cố lên nha. Bây giờ, tiếc quá. Đội Nguyễn Kim mà ráng chiến thắng là sẽ có cơ hội về nhất ngày hôm nay luôn. Nhưng đừng. Rồi, thành viên thứ tư, chúng ta còn 20 giây nữa. 4-3 rồi. Cố lên. Ráng đi em. Cố lên em ơi. Hai đội chơi ngày hôm nay rất xuất sắc. Đúng, cố lên. Móc một tay qua. Cố lên em ơi. Rồi, bò quá. Bao nhiêu giây nữa? 10 giây nữa mà thôi. Cố gắng lên. Cố lên. Thả cái tay bọc ra. Đu qua. 5 4 3 Cố lên, đừng bỏ cuộc. 2 Cố lên. 1 Chưa bao giờ thấy cộng thun nó giãn như cộng thun này. Hết giờ rồi. Rất là đáng tiếc. Để biết được đội nào sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay, ta cùng quay trở lại sân khấu để đến với phần công bố kết quả cuối cùng. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay sau 3 vòng chơi vô cùng cam go và hấp dẫn của chung sức tranh tài, chúng tôi rất trân trọng tôi mời đến đây từ đất nước kim chi xa xôi. Đầu tiên đó chính là soái ca chủ tịch Jay Quang. Tiếp theo đó chính là siêu trợ lý Meso. Cũng không có gì hơn thì hôm nay thì em chỉ có 3 tấm bảng, 3 triệu, 5 triệu và 7 triệu. Và với vị trí khác nhau
Dạ xin mời chủ tịch chúng ta công bố giải và em sẽ trao quà. Rồi trước tiên chúng ta sẽ trao quà cho đội đứng thứ ba. Dạ số ba là đội Quậy Tương Bừng. Dạ mời chủ tịch. Dạ đây. Chúc mừng Quậy Tương Bừng, một tràng tay thật lớn nào. Ba chữ tôn tích. Ê lộn. Cái gì vậy? Ba chữ. Và về thứ nhì sát sao luôn 99 điểm. Đó là đội Nguyễn Kim. Wow, chúc mừng Nguyễn Kim. Về nhất là 100 điểm dành cho đội Comeback. Yeah. Dạ, 7 điểm, 7 điểm. Wow, vậy là cả hai đội nhất và nhì chúng ta chỉ chênh lệch nhau có 1 điểm mà thôi. Chúng ta cũng cảm ơn ba đội chơi ngày hôm nay đã rất là nhiệt tình và rất là hết mình với chương trình tranh tài. Thôi, hôm nay chúc mừng các bạn nha. Một lần nữa cảm ơn hai vị giám khảo của chúng ta hôm nay rất là dễ thương, rất là đáng yêu. MC Minh Sù và diễn viên ca sĩ Jay Quân. Dạ, và ngày hôm nay thì ba đội chơi của chúng ta đã đến đây chơi hết mình. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn rất nhiều đã cùng đến với Chung Sức Tranh Tài. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn dành tình cảm và theo dõi chương trình của chúng tôi vào khung giờ quen thuộc 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh BRT. Đến đây thì Quỳnh Châu và Quốc Bảo xin chào và hẹn gặp lại.